Xin chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài cuối cùng trong vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 89, đó là từ kiểm tra. Bài số 1 yêu cầu các em khoanh vào trước cái câu trả lời mà các em cho là đúng. Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm? Như vậy ở đây chúng ta thấy có tất cả là 5 phần. 1, 2, 3, 4, 5. Và người ta đã tô đậm vào 2 phần. Như vậy, kem sẽ lấy 2, kem chia cho 5. Kem lấy 2 này, kem chia cho tổng là 5. 2 chia cho 5 bằng 0,4. 0,4 kem chuyển sang phần trăm thì kem lấy 0,4 nhân với 100. 0,4 nhân với 100 bằng 40, sau đó kem thêm ký hiệu phần trăm vào. Đáp án đúng chính là đáp án D. Sang ý thứ hai, yêu cầu các em tính kết quả của cái biểu thức 3,2 cộng với 4,65 chia 1,5. Ở đây các em thấy có phép cộng và phép chia thì các em đi thực hiện phép chia trước, phép cộng sau. Như vậy 3,2 các em hạ xuống đây, 4,65 chia cho 1,5, kết quả bằng 3,1. Kem lấy 3,2 cộng với 3,1, kết quả sẽ bằng 6,3. Như vậy kết quả 6,3. 6,3 thì em nhìn vào đây có các đáp án ở đây, thì đáp án đúng chính là đáp án B. Tiếp theo sang bài tập số 3. Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Như vậy, trước tiên kem sẽ tìm số học sinh cả lớp. Số học sinh cả lớp thì lấy 18 cộng với 12. 18 cộng với 12 bằng 30. 30 học sinh đấy là 30 học sinh cả lớp, đúng không ạ? Vậy nam, học sinh nam chiếm bao nhiêu phần học sinh cả lớp? Thì kem lấy số học sinh nam chia cho số học sinh cả lớp. Thì kem sẽ lấy 12. Kem chia cho học sinh cả lớp là chia 30. Kem đặt phép chia ra xem thử 12 chia cho 30 bằng bao nhiêu. Đã có 12, kem chia cho 30 thì sẽ bằng 0,4. 12 chia 30 thì bằng 0,4. 0,4 kem muốn chuyển sang phần trăm thì lấy cái kết quả này. Kem nhân với 100 rồi thêm ký hiệu phần trăm vào. 0,4 nhân với 100 bằng 40. Thêm ký hiệu phần trăm. Như vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án D, 40%. Tiếp theo nữa, sang bài tập số 4. Một người bán hàng lãi được 50.000 đồng. Số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Tính tiền vốn của người đó, ta cần tính như thế nào? Như vậy ở đây, chúng ta muốn tìm cái phần trăm tiền lãi. Tiền lãi này bằng 10% số tiền vốn. Như vậy thì em sẽ có công thức, đó là tiền lãi này. Kem chia cho tiền vốn, đúng không? Tiền lãi chia cho tiền vốn thì sẽ bằng 10%. 10%. Như vậy muốn tìm tiền vốn, đây là số bị chia, đây là số chia, đây là thương. Muốn tìm số chia thì em sẽ lấy số bị chia, kem chia cho thương. 10% tức là bằng 0,1 đấy. 10%, đây 10/100. Kem có thể viết như này hoặc viết như này. Đúng chưa? Như vậy muốn tìm tiền vốn này thì em sẽ lấy tiền lãi, kem chia cho 10%. Hoặc chúng ta nhìn đây là số bị chia này, số chia này, thương này. Muốn tìm số chia, kem lấy số bị chia, chia cho thương. Như vậy tiền vốn thì nó sẽ bằng tiền lãi chia 10%. Tiền lãi là bao nhiêu tiền? Tiền lãi là 50.000 đồng, đúng không ạ? Người ta cho tiền lãi 50.000 đồng. Như vậy các em lấy 50.000 đồng, chia thì em chuyển thành nhân nghịch đảo. Nhân nghịch đảo. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng 50.000 đồng nhân với 100 chia cho 10.
Tiền vốn sẽ bằng 50.000 đồng nhân 100 chia 10. Đây là công thức tính. Nhân với 100 chia 10 này, 50.000 đồng. Nhân với 100 chia 10. Các em cũng có thể viết là 50.000 đồng chia cho 10 rồi nhân với 100 cũng được, đúng không? Cũng có thể viết là bằng 50.000 đồng. Đây nhá, nhân với 100 chia cho 10 thì em cũng có thể viết là chia cho 10 rồi nhân với 100. Được chưa? 50.000 này nhân với 100.000 nhân với 100 này chia cho 10 thì chúng ta cũng có thể viết là 50.000 chia cho 10 rồi nhân với 100. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Các em quay vào đáp án C. Sang bài tập số 2, yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Đặt tính rồi tính, các em sẽ đặt theo hàng dọc 605,16 cộng với 247,64. Các em cộng từ phải sang trái cho cô. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 6 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. 5 cộng 7, 12, viết 2 nhớ 1. 0 cộng 4 bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5. 6 cộng 2 bằng 8. Sau đó các em hạ dấu phẩy xuống. Kết quả bằng 852,8. Ký số 0 phía cuối các em có thể bỏ hoặc là để cũng được nhé. Tiếp theo 362,95. Các em trừ đi 77,28. Các em cũng trừ từ phải sang trái. 5 không trừ được 8, các em lấy 15. 15 trừ 8 bằng 7. Trả 1 ở đây. 2 này nhớ 1 nữa bằng 3. 9 trừ đi 3 bằng 6. 2 không trừ được 7, các em lấy 12. 12 trừ 7 bằng 5. Trả 1. 7 nhớ 1 bằng 8. 36 trừ đi 8 thì bằng 28. Các em hạ dấu phẩy xuống. Kết quả bằng 285,67. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai ý đầu tiên của phần 2. Bây giờ cô và các em sẽ sang các cái bài tập phần tiếp theo. Bạn nào chưa xong ở đây, các em hãy dừng lại làm cho xong đã. Tiếp theo là thực hiện cái phép nhân 36,14. 36,14 kem nhân với 4,2. Bốn, 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 4 nhân 4 bằng 16. Khi mà cái tích thứ 2 thì nó sẽ lùi về phía bên trái một chữ số so với tích thứ nhất. Như vậy chúng ta không viết kết quả đây mà chúng ta lùi về một chữ số, tức là bắt đầu viết kết quả đây. 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. 4 x 6 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 3 12, nhớ 2 bằng 14. Em cộng kết quả lại. 8 này hạ xuống này. 2 cộng 6 bằng 8. 2 cộng 5 bằng 7. 7 cộng 4 11, viết 1 nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5, hạ 1 xuống. Các em đếm có 1, 2, 3 chữ số sau dấu phẩy thì đếm từ phải sang 1, 2, 3 chữ số. Đánh dấu phẩy. Kết quả 151,788. Tiếp theo 45,15. Các em chia cho 8,6. Chúng ta thấy ở cái số chia này có một chữ số sau dấu phẩy, các em bỏ dấu phẩy đi.
sau đó dịch chuyển ở cái dấu phẩy số bị chia sang bên phải một chữ số. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành 451,5 chia cho 86. Kem lấy 451, kem chia cho 86. 451 chia cho 86 thì được 5 lần. Kem nhân ngược lên, lấy 5 nhân với 86 thì bằng 430. 5 nhân 86 bằng 430, 451 trừ đi 430, dư 21. Hạ thiếp chữ số 5. Ngay khi mà các em hạ chữ số đầu tiên ở cái phần thập phân thì các em đánh dấu phẩy. Hạ chữ số đầu tiên phần thập phân đánh dấu phẩy ở thua. 215 kem chia cho 86 thì được 2 lần. 86 nhân với 2 thì bằng 172. 215 kem trừ đi 72 thì lại dư 215 trừ đi 172. 215 trừ đi 172 thì lại dư 43. Số dư bằng 43. Kem hạ tiếp thêm một chữ số 0 vào để kem chia. Cô nói lại này, 451 chia 86 được 5. 5 nhân với 86 bằng 430. 451 trừ 430 dư 21. Hạ chữ số 5 ở phần thập phân. Ngay khi hạ chữ số 5 đánh dấu phẩy. 215 chia 86 được 2 lần. 2 nhân với 86 bằng 172. 215 trừ 172 dư 43. Kem tiếp tục thêm chữ số 0 vào. Kem lấy 430 chia cho 86 thì được 5 lần. Kem nhân ngược lên, 5 nhân 86 bằng 430. 430 trừ 430 hết. Như vậy, kết quả phép chia 45,15 chia cho 8,6 bằng 5,25. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài cuối cùng, bài tập số 2. Bạn nào chưa xong hai ý trên, các em hãy dừng lại làm cho xong. Bài tập số 2, cho hình tam giác ABC có độ dài đáy BC là bằng 12. Đường cao chiều cao AH bằng có độ dài đáy BC bằng 20 cm, chiều cao AH bằng 12 cm. Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích của tam giác ABM. Như vậy, vì M là trung điểm của BC thì M nó sẽ chia BC thành hai đoạn bằng nhau. Đúng không? Vì M là trung điểm của BC nên các em sẽ suy ra được M sẽ chia BC thành hai đoạn bằng nhau, tức là BM nó sẽ bằng MC và bằng 1/2 của BC. Như vậy BM này, nó lại bằng MC và bằng BC chia 2. BC người ta cho bằng 20, vậy các em lấy 20 chia 2 bằng 10 cm. Như vậy cái tam giác ABM biết cạnh đáy BM bằng 10 rồi. Đường cao AH đây. Cái AH này nó vuông góc với đáy BM này. Đây nó vuông góc đáy BM. Như vậy đây là đáy này. Đáy là BM bằng 10. Đường cao AH bằng 12. Như vậy kem lấy đáy, kem nhân với chiều cao, kem chia 2 thì sẽ là diện tích của tam giác ABM. Diện tích của tam giác ABM là chúng tìm diện tích của tam giác. Kem lấy độ dài đáy BM bằng 10 này, nhân với chiều cao là 12 này, chia 2. 10 nhân 12 120 chia 2. Như vậy cái này nó sẽ bằng 60 cm². Đáp số đó là 60
cm². Vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài cuối cùng ở trong vở bài tập toán lớp 5 tập 1 rồi đấy các em. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các học sinh đã đồng hành với kênh Mít Hạnh trong kỳ năm học kỳ 1 vừa qua, trong kỳ học kỳ 1 vừa qua. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các video bài học của chương trình học kỳ 2. Cô sẽ tiếp tục đăng lên kênh nối tiếp chương trình học kỳ 1 nhé. Để ủng hộ cho kênh thì các quý phụ huynh hãy nhớ like, chia sẻ video sau khi xem. Quý phụ huynh nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh. Việc nhấn đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.